nhé. Thì ở trong thì các cái ngôn ngữ lập trình nó chạy được ở trên nền tảng là cái trình duyệt của chúng ta. Cái nền tảng chạy của chúng ta nó những cái gì chúng ta code hiện tại nó chạy là chỉ chạy trên trình duyệt thôi nhé. Chỉ có bật trình duyệt lên và load cái file mà chúng ta đang code đi ra thì nó mới chạy. Thì đấy là chạy cái trình duyệt, nó gọi là cái nền tảng của chúng ta chạy trên nó. Thì ở trong cái trình duyệt đấy nó cho phép chúng ta chạy những cái file là file HTML, CSS và một file có thể JS. Và code cũng là code JS và code JavaScript. Chưa? Và JavaScript nó là thứ nhất, nó là một ngôn ngữ nhé, một ngôn ngữ riêng, một ngôn ngữ lập trình riêng. Nó xử lý cho chúng ta về logic, nó xử lý cho chúng ta về logic. Có nghĩa là ví dụ như các bạn biết, bây giờ tôi viết ở đây là 1 cộng 1, chúng ta chạy cái trang này trên trình duyệt thì nó ra cái gì? 2. Ra 1 cộng 1. Ra 1 cộng 1 đúng không? Nó chỉ có cái HTML và CSS. À, HTML thì nó chỉ có cái tác dụng là hiển thị, còn CSS thì nó chỉ có tác dụng là chỉnh sửa cái style thôi, đúng không? Nhưng mà với JavaScript thì chúng ta có khả năng thực hiện những cái code logic. Logic ở đây đơn giản nó là thứ nhất là cộng trừ nhân chia, thực hiện phép toán, tạo biến, tạo hàm. Và ngoài ra nó còn có thể giúp chúng ta là tương tác với các cái DOM, tương tác với các thẻ HTML. Hoặc cụ thể là DOM, DOM, Document Object Model. Được chưa? Và những cái thứ mà các bạn nhìn thấy ở trên các website bây giờ, ví dụ những cái trang mà tôi vừa vào á, ví dụ như phần này này. Ví dụ phần này. Đây, các bạn nhìn này. Đây. Thấy nó chạy chạy đúng không? Cái này này. Đây là làm cho website động đậy đúng không? Thì cái này chúng ta bắt buộc phải làm bằng JavaScript. Được chưa? Rồi những cái thứ như thế này. Ví dụ như này, đây. Kéo ra kéo vào, cầm di chuột được này, thấy không? Để tôi di chuột, tôi kéo ra, tôi kích vào giữa, tôi kéo sang đấy. Được chưa? Thì chúng ta làm bằng đều bằng JavaScript cả. Ngoài ra với JavaScript chúng ta có thể tương tác với Google API, cụ thể ví dụ như kiểu là Map API này, rồi thì Speak to Text này, rồi thì Authenticate này, và Facebook API, có rất nhiều API khác nhau chúng ta có tích hợp vào. Thì đây là ba cái nội dung chính của cái phần ngôn ngữ JS này. Nếu mà tìm hiểu về lịch sử thì chúng ta sẽ để ý ra là cái lão mà sáng tạo ra cái ngôn ngữ này, cái lão mà sáng tạo ra cái ngôn ngữ JavaScript này, lão chính là cái CEO bị đuổi việc gần nhất của Mozilla Firefox. Hắn làm ra cái ngôn ngữ này từ hồi sinh viên, năm năm nhất năm hai gì đấy đã viết ra cái ngôn ngữ, ra mã nguồn cái ngôn ngữ JavaScript rồi. Và thanh niên đấy vừa rồi vừa lên CEO của Mozilla Firefox, sau đó là bị dính cái vụ gì có phân biệt giới tính thì gì ấy, đồng tính cái gì căng thẳng đồng tính, thế là bị đuổi xuống. Cho thực ra thanh niên đấy rất là giỏi, Brandon Edge cái gì không nhớ. Cái ngôn ngữ này ra đời năm 1995 phải, nếu tôi nhớ không nhầm. 1995. Và bây giờ ấy, thực sự ra nếu mà bây giờ các bạn mà có hứng thú học, mà có hứng thú tìm hiểu về JS thì JS nó là một cái ngôn ngữ rất là mạnh, nó thực sự mạnh luôn. Bây giờ thứ nhất là về cái giao diện chúng ta xây dựng bằng JavaScript này, code dưới logic, code logic là tầng back end ấy, thực sự logic với cơ sở dữ liệu ấy, chúng ta cũng code được bằng JS luôn, ngôn ngữ Node.js. Rồi thì database chúng ta cũng có những cái định dạng của JavaScript luôn, MongoDB, DynamoDB là những cái loại cơ sở dữ liệu thuộc họ JS. Rồi thì những kể cả chúng ta xây dựng những cái app mobile, iOS, Android, chúng ta có React Native này, có PhoneGap này, có Ionic này, có thể làm được những cái native app và viết một lần bằng ngôn ngữ JavaScript, sau đó build phát là nó sinh ra file iOS và file Android để chạy cài được trên app điện thoại của chúng ta luôn. Ngoài ra những cái extension cho cái trình duyệt chúng ta cũng hoàn toàn có thể code được bằng JS. Chỉ còn JS, đến bây giờ JS ấy, nó cũng là một phần không thể thiếu được trong IoT. Cái IoT là gì không? Internet of Things, đúng không? Rồi thì là AI, và cụ thể là Deep Learning hay Machine Learning, nó cũng có thể là làm những cái ứng dụng về Machine Learning luôn. Thằng API, thằng JavaScript bây giờ chỉ chưa chọc vào những cái này, những cái phần mềm nhục
IC các kiểu và chưa chẳng cái nào rồi, chỉ còn thiếu mỗi cái đấy, còn lại là tất cả mọi thứ nó đã làm được rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta mà hứng thú với nó, có thể tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ làm rất là nhiều thứ với JavaScript. Đấy là giới thiệu qua về JavaScript và sức mạnh của nó. Tiếp theo là chúng ta sẽ code những cái dòng JavaScript đầu tiên. Thì JavaScript chúng ta ấy, ở trong HTML nó tự động, nó tự sẵn có chúng ta một cái thẻ gọi là thẻ script. Đúng không? Các bạn cứ viết thẳng cái thẻ script này ra. Viết thẳng thẻ script ra. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện code dòng đầu tiên, đó là alert say something. Như người khác sẽ là hello world. Còn tôi thì tôi chẳng nghĩ ra cái từ gì, tôi say something. Được chưa? Xong chưa? Chạy rồi. Open in browser. Các bạn thấy gì? Nó bật ra một cái dialog và viết cái text mà chúng ta vừa mới định nghĩa ra ở trong này. Đúng không? Say something. Được chưa nhỉ? Đấy là cái tác dụng của JavaScript với trình duyệt. Và cái việc chúng ta vừa làm là gọi một cái hàm được xây dựng sẵn trong JavaScript. Hàm đấy nó tên là hàm alert và nhận một cái tham số là tên là một cái text, nó sẽ hiển thị cái text đấy ra trên cái dialog. Được chưa nhỉ? Đấy là cái đầu lệnh đầu tiên. Có ai không chạy không? Hả? Hít nào? Được, đặt đâu cũng được. Đây tôi bê cái này lên. Tôi bê cái script này lên. Cắt. Tôi viết lên trên ngoài này đi. Tôi viết ở ngoài này đi. Đây đã đủ á chưa? Vẫn chạy bình thường. Đó. Ngoài HTML cũng chạy. Được chưa? Ngoài cái cặp thẻ này cũng chạy. Ý của bạn ấy là chạy viết ở trong file HTML là được. Hiểu chưa? Nhưng mà thực tế là không phải. Cứ cái code này mà được nhúng vào trong cái phần mềm, nhúng vào cái browser là nó chạy. Được chưa? Chứ không nhất thiết là cứ phải là file HTML. CSS thì nó lại bản thân file CSS thì nó lại không có định nghĩa, không được phép đọc những cái code về script này. Đúng không? Nó không có thẻ này. Có. Tí nữa chúng ta tạo ra. Được chưa? Thì đây là cách dùng JS cơ bản đầu tiên của chúng ta là tạo ra một cái thẻ script, sau đó viết code của JavaScript vào. Thì như lúc nãy tôi nói với các bạn rồi, JavaScript là ngôn ngữ xử lý về logic đúng không? Bây giờ chúng ta thực hiện phép cộng. 1 cộng 1. Alert ra 1 cộng 1. 1 cộng 1 bằng mấy? 2, thì bây giờ chúng ta reload trang. Đúng chưa? Nó có khả năng thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia. Chia lấy dư. Được chưa? Thì chúng ta đến với JavaScript thì đây là chúng ta sẽ tạm thời sử dụng cách này trước. Còn cách thứ hai của chúng ta đó là chúng ta hoàn toàn có thể giống như CSS, chúng ta tạo ra một cái file mới đây. Ví dụ tôi đặt tên là main.js chẳng hạn. Đúng không? Tôi tiến hành thực hiện là đây là console.log. Đây lại là một cái hàm mới, đúng không? Console tí nữa tôi chỉ cho các bạn. Log là gì? Log ý nghĩa là gì? Ghi. Log đây không phải log in nhá. Log này là ghi lại. Được chưa? Log 1 cộng 2 chẳng hạn. Được chưa? Log này là ghi lại ở trong cái tab console, ở trong cái developer tool ấy. Được chưa? Thì đây bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ là script này sẽ có thuộc tính là src bằng cái đường dẫn tính từ cái file html này cho đến cái file js kia. Chúng ta viết thẳng vào đây là main.js. Ok, run. Chúng ta bật cái F12 lên. Chúng ta nhìn ở cái tab console này, nhìn này. Thấy không? Các bạn làm đi thử xem có được không? Đây là cả hai cách viết. JS các bạn có thể viết ở trong thẳng ở trong file, ở trong cái thẻ script cũng được. Hoặc là tách nó thành một cái file JS, sau đó là nhúng vào. Tiền luôn mà. Tiền không ở đâu.
Được chưa? Chúng ta hãy lưu ý đó là nếu mà cái đoạn JS này nó, ví dụ tôi viết như này thì nó sẽ sinh ra lỗi đúng không? Nó sinh ra lỗi đúng không? Thì bây giờ chúng ta chạy, chúng ta nhìn thấy ở đây nó báo đỏ, bật F12 nó sẽ báo đỏ này. Đúng không? Kích vào cái lỗi nó ra, nó chắc chắn nó sẽ ra cái này. Đây nó báo lỗi chi tiết cho chúng ta, missing đóng ở ngoặc after argument list. Và đây là dòng xảy ra lỗi ở phải main JS dòng số 1. Thấy không? Chúng ta khi code JS thì nếu mà đang code ấy, đang trong quá trình code ấy, thì thường xuyên nhớ cho tôi là phải bật cái này ấy, cái developer tool lên. Được chưa? Lỗi ở đâu nó sẽ báo cho chúng ta. Được chưa? Thì chúng ta phải tạo thói quen cho mình đi. Được chưa nhỉ? Đây console vẫn là bạn. Đúng chưa? Nãy giờ là chúng ta trao đổi với nhau về cái thứ nhất là cái cách dùng code JavaScript, đúng không? Và cái thứ hai là chứng minh với các bạn một điều là JavaScript nó thực hiện code logic. Được chưa? Tiếp theo nữa là đến những cái hướng đọc JavaScript ở trong trang của chúng ta, nó sẽ như sau. Nó giống như HTML thôi. Trình duyệt nó đọc đến cái thẻ script thì nó sẽ đọc từ trái qua phải, nội dung từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Dòng lệnh nào viết trước thì chạy trước, dòng lệnh nào viết sau thì chạy sau. Tuy nhiên đấy nó chỉ là những cái lệnh cơ bản, lệnh kiểu dạng là nguyên thủy để chạy được như vậy. Tuy nhiên JavaScript nó có một cái trò rất là hay, đó là nó xử lý bất đồng bộ. Nhớ nha, cái này nó khác so với toàn bộ các cái ngôn ngữ lập trình khác. Được chưa? Nhớ này nghe này. JavaScript nó khác so với tất cả các ngôn ngữ lập trình khác, các ngôn ngữ lập trình logic khác ấy. Đó là JavaScript có cơ chế bất đồng bộ. Và JavaScript nó là vừa là ngôn ngữ lập trình logic, vừa là ngôn ngữ kịch bản sự kiện. Được chưa? Và tí nữa tôi sẽ giải thích cho các bạn vì sao nó gọi là sự kiện. Và ở đây ví dụ như các bạn xem nhé, tôi gọi vì sao là JavaScript nó là một cái ngôn ngữ bất đồng bộ. Các bạn ngồi coi này, ở đây tôi viết hàm là set timeout function. Cái này các bạn sẽ được học sau nên là không phải thắc mắc còn gì cả. Được chưa? Nếu như bình thường của chúng ta gọi một câu lệnh để chạy trước thì nó sẽ hiển thị trước. Câu lệnh này viết sau thì nó sẽ hiển thị sau, đúng không? Nhưng mà với JavaScript các bạn coi này. Được chưa? Thằng nào chạy trước? Sai. Chạy trước không có nghĩa là hiển thị trước. Được chưa? Ở trong JavaScript nó có cơ chế như sau. Những cái hàm mà chúng ta gọi, những cái câu lệnh mà chúng ta gọi ấy, nếu mà câu lệnh nào viết trước thì vẫn cứ chạy trước. Tuy nhiên cái thời gian mà cái câu lệnh đấy phản hồi lại để hiển thị kết quả, nó không liên quan gì đến việc nó chạy trước hay chạy sau. Được chưa? Giống như việc như này, tôi và bạn cùng xuất phát từ cái trường này. Tôi chỉ chạy từ đây về nhà tôi là cách đây được khoảng 200m. So với cái việc là bạn chạy từ đây về trường bạn là cách đây 2 cây số. Cho bạn sẽ là người xuất phát trước, tôi sẽ là người xuất phát sau. Tôi đến trước thì tôi báo trước, bạn đến sau bạn báo sau. Được chưa? Còn các ngôn ngữ khác nó sẽ như thế này. Tôi và bạn vẫn là xuất phát từ cái điểm này đến điểm tôi vẫn về nhà tôi, bạn vẫn về nhà bạn, khoảng xa hơn. Bạn chạy trước, bạn bao giờ bạn phải về đến nhà bạn xong rồi thì tôi mới được phép chạy từ đây về nhà tôi. Được chưa? Nhưng mà JavaScript nó khác. Nó sẽ là khi mà hai thằng cùng xuất phát, ok cho ông chạy trước. Nhưng mà nếu mà kết quả của ông ra sau tôi thì ông vẫn cứ phải hiển thị sau tôi. Được chưa? Đấy là cơ chế bất đồng bộ ở trong JavaScript. Và cái việc này các bạn hiện tại là các bạn chỉ cần nhớ là trong JavaScript nó chấp nhận cái việc là xử lý bất đồng bộ. Còn sâu hơn về sau thì chúng ta sẽ xử lý sau. Được chưa? Nó không giống bất kỳ các cái ngôn ngữ lập trình nào khác. Nên là phải lưu ý cái này. Được chưa?
Tiếp theo, ở trong JavaScript hay là các ngôn ngữ lập trình về về logic khác thì chúng ta có thể là có phải tạo lúc chúng ta sẽ phải có làm quen với cái khái niệm đầu tiên, luôn luôn phải làm quen với khái niệm đầu tiên là khái niệm về về gì? Biến. Biến. Theo các bạn ở đây đều học lập trình cả đúng không? Theo các bạn thì biến là cái gì? Theo các bạn thì biến là cái gì? Lưu trữ một cái giá trị có thể thay đổi được. Còn gì nữa? Bác học. Thanh niên chuyên cần. Đây. Cái này là cái biến. Đây là cái biến. Đây là cái biến. Đây là cái biến. Đây là cái biến thật mà. Đây là cái biến. Đây, ví dụ bây giờ cả lớp mình gọi đây là cái gì? Ai cũng biết cái này gọi là cái cốc đúng không? Đúng không? Cả thiên hạ này đều biết đây là cái cốc đúng không? Được chưa? Rồi xong, cái đầu tiên thứ nhất các bạn đều gọi một thứ với một cái tên đã được chỉ định sẵn. Đúng chưa? Đấy là cái ý đầu tiên của cái biến. Biến bao giờ sẽ đặt tên. Đúng chưa? Và ai cũng biết là cái biến đấy có tên là cái gì. Chỉ ra không? Rồi đấy là cái ý đầu tiên. Tiếp theo, bây giờ thì cốc này nha. Tôi đổ nước vào đây được không? Được chưa? Cứ biết là tôi đổ nước vào đây đã. Được chưa? Sau tôi chán tôi không thích uống nước, tôi uống cái khác, nước gì đấy chẳng hạn, tôi đổ nước này, nước cũ ra tôi dọn nước khác vào đây có được không? Được chưa? Thế vậy thì cái biến của chúng ta có gì? Có giá trị. Có giá trị là một, và giá trị của nó có thể được thay đổi theo thời gian. Đây là ý thứ hai. Đúng chưa? Đặc biệt thêm một cái nữa, chúng ta nếu mà học các ngôn ngữ khác như C, C cộng cộng, Java, mang cái biến đi đâu ấy, để đây, chưa xong. Các ngôn ngữ khác các bạn hãy để ý này, các ngôn ngữ như các thường thường là không biên dịch, đúng không? Thì chúng ta sẽ, ví dụ cái cốc này nó sinh ra để đựng nước thì các bạn chỉ có thể đựng nước thôi, không được đựng một cái loại gì khác, không thể đựng cát, không thể đựng đất, không thể đựng gạch được, đúng không? Nhưng mà ở trong JavaScript thì cái cốc này của tôi thích đựng cái gì cũng được. Tôi đựng người vào đấy cũng được rồi. Đấy là chuyện bình thường. Được chưa? Đã hiểu cái niệm biến chưa? Thì biến có gì? Một là một đại lượng có đặt tên. Hai, có thể chứa giá trị. Ba là giá trị của biến có thể thay đổi theo thời gian. Được chưa? Các bạn chỉ cần nhớ cái bài ý này. Xong chưa? Rồi, tiếp theo đến cái cú pháp. Chúng ta học lý thuyết xong rồi, bây giờ đến cú pháp. Ở trong JavaScript tạo biến bằng cái từ khóa là va. Va là viết tắt của từ gì? Variable biến. Thì chúng ta sẽ có cái từ khóa là va cách tên biến. Bây giờ tên biến thì chúng ta cũng có một vài nguyên tắc đặt tên như sau. Thứ nhất, trong JavaScript tên biến không bao giờ được bắt đầu bằng số. Không bao giờ được phép bắt đầu bằng số. Không bao giờ được phép bắt đầu bằng ký tự đặc biệt ngoại trừ dấu trừ, dấu gạch dưới và dấu đô la. Đây những cái không được phép. Được chưa? JavaScript variable thì không được phép bắt đầu bằng số, không được phép bắt đầu bằng cái ký tự đặc biệt ngoài dấu gạch dưới. Dấu gạch dưới là cái dấu ship trừ ấy. Được chưa? Và dấu đô la. Được chưa? Đấy là hết rồi. Còn sau cái ký tự đầu tiên thì các bạn thích đặt cái gì thì đặt. À quên nhầm.
các cái ký tự phía sau thì không được, không chấp nhận các cái ký tự đặc biệt ngoài dấu gạch dưới và dấu đô la nhé. Được chưa? Và cách đặt tên biến thì chúng ta có hai cách đặt phổ biến, đó là theo camel case và snake case. À? Cái gì? Cái này chưa nghe bao giờ? Camel là cái gì? Lạc đà. Thì chúng ta sẽ có những cái biếu đi lên đi xuống đúng không? Camel case là tên tôi là và bằng một giá trị x nào đấy. Được chưa? Thì đây là đặt, cách đặt theo tên camel case. Cách đặt thứ hai, đây là camel nhá. Cách đặt thứ hai là đặt theo snake case. Tên tôi là snake, là hình con rắn. Được chưa? Tên biến không có giới hạn về độ dài, các bạn thích đặt dài bao nhiêu lắm. Có biết gì anh? Em cũng mát mà. Đây để cho tôi. Nhưng mà nhớ trải nhá. Sợ không ngấy. Sợ không 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 yêu nhau vậy đó. Được chưa? Chưa. Sao lâu thế? Ghi bằng tay là nhanh nhất rồi còn gì ạ? Chứ đợi cái ông gõ máy thì không mà đến tên thì xong. Chắc tất cả đều thì nói. Xong chưa? Đây là hai cái đặt tên. Bây giờ chúng ta thử hành. Ví dụ như sau, tôi có va biến. What the fuck? Đã đến lượt mình chăng? Xì đá vã. Mát với mũ. Rồi. Hả? Hai mấy chẳng nhớ. 28 mà. Và name bằng Trần Hữu Thiện. Ví dụ thế. Các bạn viết tên mình vào nhé. Tên của các bạn này. Biết được ghi tên tôi ở đây làm gì. Sau đó console.log ra là name. Nó xong chạy rồi bật F12 lên. Thì ở đây chúng ta để ý này, cái name là một đại lượng, chúng ta đặt tên cho nó, gán cho nó một cái chuỗi đúng không? Sau đó console log là chúng ta giải, chúng ta làm sao hiển thị giá trị của cái biến này, được chưa? Đúng không? Tiếp tục, chúng ta có name cộng bằng
name ở name cộng bằng đi. Ví dụ đây là đẹp trai. Ví dụ thế. Đúng không? Rồi lại console log là cái name nữa. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy là Trần Hữu Thiện và Trần Hữu Thiện đẹp trai. Đúng không? Sướng sướng tí. Thì là cái biến name của chúng ta có thể là được thay đổi giá trị theo thời gian, hoặc là chúng ta hoàn toàn có thể là bằng cái việc bỏ dấu cộng này đi, viết vào đây là một số 100, đúng chưa, thay nó bằng con số cũng được, không nhất thiết là cùng kiểu dữ liệu. Cộng mà không có bảng thì nó lỗi. Cú pháp nó không có không cung cấp cái phép này. Được chưa? Unexpected là không mong đợi, có một ký tự nào đấy nó không mong đợi. Đây là cú pháp không tồn tại thì nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Được chưa? Và mỗi một câu lệnh JavaScript của chúng ta kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Các bạn không kết thúc một dấu chấm phẩy nó cũng chậm. Tuy nhiên là tôi khuyên các bạn là nên kết thúc một dấu chấm phẩy. Được chưa? Bởi vì sau này khi mà chúng ta đi làm thực tế, mỗi một file JavaScript nó rất là dài, chúng ta muốn giảm cái dung lượng file thì chúng ta phải minify các bạn. Minify một file JavaScript tương đương với cái việc các bạn loại bỏ toàn bộ tất cả các khoảng trắng của mỗi dòng đi. Thì đến lúc đấy nó sẽ nhiều khi nó sẽ sinh ra cái lỗi, đó là nếu hai dòng gộp vào, nếu mà hai dòng chạy riêng thì nó sẽ là ra logic A. Nhưng mà nếu mà hai dòng gộp sát vào với nhau nó thành logic B. Nếu đấy là mệt rồi. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta đến kiểu dữ liệu ở kiểu dữ liệu trong JavaScript. Tương đương với việc là một biến này nó được phép chứa cái loại dữ liệu nào, đúng không? Đọc đi, tự tìm và đọc. Tôi cho các bạn 10 phút. Kiểu dữ liệu trong JavaScript gì? Đó, đây này. Có cái này trong chẳng chẳng không chạy. Vậy. Cắt đi. Để xem này. Để xem vào, xem vào hai bên vào. Kiểu dữ liệu trong JavaScript.
Xong chưa? Hôm nay thì cho phép đọc bằng tài liệu tiếng Việt nhé. Từ buổi sau bắt buộc phải đọc bằng tài liệu tiếng Anh. Nếu nào không đọc bằng tiếng Anh thì phạt. Phạt tiền. Cho quỹ lớp mấy nữa nhậu. Không được phép Google dịch. Chỉ được phép tra một từ. Đúng rồi. Hôm trước, hôm thứ năm tuần trước, chiều thứ năm tuần trước thì vừa sang bên Qshop. Bên đấy họ đang kiểu dạng tuyển dụng ấy. Tôi sang đấy để kiểu dạng là đăng ký partner ấy. Partner kiểu dạng là tôi có một nhóm dev thì tôi sẽ nhận những cái dự án outsource của bên đấy đẩy ra ngoài. Thì bên đấy tiện bà biết mình là cũng là giảng viên thì bà ấy bảo mình là bên chị cũng đang cần tuyển nhân sự các thứ các kiểu, kể cả thực tập cũng được. Nhưng mà bên chị đang có cái yêu cầu nó bị mắc, nó hơi khoai. Đó là cần tuyển, thì đúng là cần tuyển sinh viên thật. Nhưng mà thứ nhất là cần các bạn, chỉ cần các bạn có hai tiêu chí thôi. Tiêu chí đầu tiên là các bạn có tư duy logic. Tư duy là cái tiêu chí thứ hai là cần yêu cầu các bạn ấy biết tiếng Anh. Tiếng Anh chỉ dừng lại ở mức giao tiếp thôi. Không cần biết phải quá giỏi làm gì cả. Nghe có thể là chat đối với khách hàng này rồi đọc tài liệu, dừng lại đấy thôi. Nhưng mà không tuyển được. Không tuyển được luôn. Thế cho nên là mới thấy là cái các trường công là bị vấn đề rất là nặng về cái vấn đề đấy. Tôi nói thật luôn. Như bọn tôi khi mà vừa ra trường xong thì tôi làm việc thẳng với hai thằng bên Mỹ. Chứ có làm việc với khách hàng Việt đâu. Cũng không chịu sự quản lý của sếp Việt. Chỉ có thi thoảng là nhận lương các thứ các kiểu thì là nói chuyện với sếp thôi. Còn lại là giao tiếp hoàn toàn với lại hai thằng ở bên Mỹ. Đánh thuê chúng nó mà. Thế cho nên là các bạn đang có cái vấn đề lớn như vậy mà bây giờ các bạn không giải quyết được thì các bạn sau này các bạn rất là thiệt thòi. Vậy thôi. Còn tư duy lập trình thì dễ, người Việt Nam thông minh mà. Tư duy lập trình thì có thể rèn được, nhưng mà cái tiếng mà các bạn không chủ động tự luyện thì các bạn chết chắc luôn. Mà thực ra tiếng Anh còn dễ học hơn cả ngôn ngữ lập trình mà. Rồi. Nào, biến có mấy kiểu dữ liệu? 7 gồm. Loại đầu tiên là loại volume. Cái gì? Volume. Cái gì? Nói lại tôi coi nào. Kiểu volume. Volume là gì? Boolean. Boolean. Rồi, kiểu này là kiểu gì? Đúng sai đúng không? Khổ, cứ phải dạy tiếng Việt. Đúng sai tương đương với nó là true hoặc là false. Chúng ta có thể là va x bằng true đúng không, hoặc x bằng false, được chưa? Cái này này, cái đoạn này này, cái này biết là cái gì rồi đúng không? Chắc là không phải nhắc nữa đúng không? Cái này là comment, là làm cho cái dòng đấy nó không có tác dụng gì, không có tác dụng dịch ra nữa đúng không, mất tác dụng. Thì đây là cái comment. Rồi, đúng sai kiểu thứ hai. Kiểu thứ hai là gì? Number đúng không? Số. Nào, cái này viết như nào? Và y bằng 1. Cũng là một cái khai báo. Cái x này thuộc về kiểu, và cái y này thuộc về kiểu số. Số ở trong này chúng ta có hai loại số. Loại số thứ nhất là loại số nguyên, đúng không? Nguyên thì chúng ta chỉ đơn giản viết như này thôi. Nếu mà chúng ta khai báo một số là số thực, ví dụ 1.0 chẳng hạn, thì chúng ta phải viết vào đây là 1.0 thì nó mới hiểu được là đây là số thực. Số thực thì nếu mà chia nhỏ ra thì nó còn hai, nó là thuộc về hai loại, một loại là float và một loại là double, đúng không? Double và float thì cái nào có cái giá trị lớn hơn, đúng rồi, double có giá trị lớn hơn. Tiếp theo là loại gì nữa? Hả? Null. Null là gì? Rỗng. Đố các bạn biết trống và rỗng nó có gì khác nhau? Trống và rỗng là có thể cho bạn. Thế rỗng là gì? Ví dụ bây giờ tôi muốn khai báo một biến là rỗng thì làm nào? Và z bằng null à? Hả? Đây là rỗng đúng không? Theo các bạn quan niệm đây là rỗng đúng không? Đúng chưa? Thế trống thì làm nào?
và Z và W đi. Đây thôi ạ. Sai. Kiểu này này. Cái này nó thuộc về kiểu undefined. Undefined chơi luôn. Chơi cái gì tôi cũng chơi với các bạn luôn. Console log Z này, đúng chưa? Console.log W này. Đúng chưa? Tôi comment cái mới trên vào nhá. Nhập. Rồi đây là comment nhiều dòng. Thấy chưa? Set cho nó bằng null thì nó bằng null, còn không set giá trị thì nó bằng undefined. Hai kiểu này hai kiểu khác nhau. Bây giờ sao? Làm sao để cho nó bằng rỗng? Rỗng chúng ta chỉ có nói với string rỗng mà thôi. Như này là string rỗng. Và A bằng string rỗng. Được chưa? Ba cái thằng này là ba thằng khác nhau. Đừng nhầm lẫn nha. Đừng nhầm lẫn với nhau. Thằng này là sẽ có kiểu dữ liệu là undefined, tức là có biến nhưng chưa định nghĩa giá trị. Còn thằng này là có biến và có giá trị, và giá trị bằng null. Giá trị bằng null là nó chẳng thuộc về cái thể loại nào. Nếu mà so sánh bình thường thì null bằng với false, null bằng với không. Được chưa? Giá cái việc này là clear giá trị cho một tấn, cho một biến. Còn đây là cái kiểu là biến tạo ra nhưng mà không được xét giá trị. Hai kiểu này hai kiểu khác nhau. Còn ở đây còn cái thằng A này là chúng ta tạo ra một biến và gán cho nó giá trị bằng một chuỗi, nhưng mà chuỗi không có ký tự. Được chưa? Khác nhau đấy. String rỗng. Được chưa? Tiếp kiểu dữ liệu gì nữa? Kiểu gì? String. Thì chúng ta có gì? Và B bằng gì? Một ngoặc. Ngoặc. Cái này đúng không? Thế như này có được không? Được. Như này có được không? Không nhỉ. Rồi, chạy. Nếu mà không được thì nó sẽ báo lỗi đúng không? Rồi. Có lỗi không? Không lỗi, tức là chạy được. Chơi luôn, đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 nhá. Này không sai đúng không? C thích thì đế, được chưa? Rồi. Liên thuyết. Ông không đọc tài liệu, ông lại bảo nó liên thuyết. Đúng rồi, in ra một dòng. Ừ. Đúng chưa? Đấy, vẫn chạy đây. Ai bảo nó sai? Đúng chưa? Nhưng mà các bạn không biết đến bởi vì các bạn đang đọc tài liệu của S5. JavaScript ECMAScript 5. Còn bây giờ hiện tại các trình duyệt nó đang phần nào đấy áp dụng được cái ECMAScript 6 rồi. Là cái phiên bản mới. Ví dụ như chúng ta sử dụng laptop. Chúng ta sử dụng RAM, máy tính chúng ta biết cái RAM đúng không? Cái RAM nó được nâng cấp dần, đầu tiên là DDR2, DDR3 với bây giờ hiện tại đang là DDR4, đúng không? Mỗi một cái phiên bản nó sẽ có thực ra là cái độ rộng cũng như là cái dung lượng của nó thì xem trên nhau thôi. Nhưng mà nó update bản mới thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn. Thì ở đây cũng vậy, ECMAScript 6 tức là ra đời vào tháng 6 năm 2015 thì nó áp dụng thêm kiểu như thế này, string như thế này, và nó tối ưu hơn nhiều so với các kiểu dữ liệu khác, với cái kiểu string khác. Được chưa? Thế vậy bây giờ cái string này nó có ưu gì hơn? Tôi cho các bạn coi.
Ví dụ tôi có một biến VAT bằng 9. Được chưa? VAT bằng 9. Bây giờ nếu mà tôi muốn viết cái giá trị của biến T vào đây thì sao? Tôi có viết được cái chữ T vào đây không? Không đúng không? Nếu mà này lỗi ngay, 1T ngay, đúng không? Cái này cũng vậy đúng không? Cái này càng thế luôn. Chết chắc. Đúng chưa? Nhưng mà với cái loại thằng thứ ba này chúng ta là muốn hiển thị giá trị của nó vào đây. Giá trị của một biến nào đấy của chúng ta thì chúng ta đô la đóng mở ngoặc nhỏ T. 3 cách 9. Nó cho phép chúng ta làm cái trò này. Được chưa? Bạn thấy nó hơn những hai thằng kia chưa? Viết vào cái loại string thứ ba này, nó cho phép chúng ta nhét giá trị của một biến thẳng vào trong string. Ngoài ra cái loại backslash string này này thì nó cho phép chúng ta định nghĩa được một đoạn text có nhiều dòng. Ví dụ như đoạn trên này, tôi một xuống dòng T chẳng hạn, đúng không? Nhìn thấy đỏ lòm không? Thấy không? Nó không được phép tạo ra một cái đoạn text có nhiều dòng trong JavaScript. Tương tự với vậy, chúng ta cái loại thứ hai này chúng ta cũng không được phép. Nhưng mà loại thứ ba thì sao? Enter thoải mái. Nghìn dòng cơ. Nhớ xếp cái này xuống thì chúng ta sẽ thấy là lỗi ở dòng 35 đúng không? Tức là dòng này. Đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải trả lại cho nó đúng. Tiếp xếp xuống. Lỗi tiếp đây ở dòng 3. 36 là đang ở dòng này đúng không? Xếp xuống. Bây giờ chúng ta reload. Chúng ta nhìn thấy 3 xuống dòng 9. Đúng như những gì chúng ta mong muốn đúng không? Đây là ba kiểu, ba cách định dạng về string ở trong JavaScript. Nãy giờ chúng ta có mấy kiểu rồi? Boolean này, number này, string này, null này, undefined này. Đã có 6 kiểu rồi. Kiểu gì nữa? Chuỗi đấy. String là chuỗi đấy. Gì nữa? Hả? Đối tượng. Đối tượng, ok, kiểu object. Kiểu object thì chúng ta sẽ được học sau, không học bây giờ. Symbol là kiểu gì? Nó chính là kiểu character đấy. Đây là kiểu character đấy. Ký tự. Thế à, đâu tôi coi những symbol, tôi chưa đọc đấy. Đúng rồi thế này. Cái này chưa động đến. Được chưa? Kiểu gì nữa? Array. Mảng. Sao đã hết rồi? Kiểu tiếp theo là kiểu mạng. Kiểu mạng thì chúng ta có như thế này. Trong JavaScript chúng ta nhiều khi cần một cái biến mà nó có thể chứa được nhiều dữ liệu ở trong cái biến đấy. Đúng không? Nó giống như là cái gì có câu ăn? Không, cái khác. Ở đây không có cái mạng. Ví dụ cái gì? Cái tủ sách này. Chúng ta hoàn toàn có thể coi đấy là một cái mảng được. Ví dụ chúng ta cái ngăn đầu tiên, ngăn trên cùng của cái giá sách này, nó là một cái phần tử nằm trong cái giá sách đúng không? Ngăn thứ hai, ngăn thứ ba, ngăn thứ tư, ngăn thứ năm, đúng nhá? Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể tạo ra một cái biến nó giống như cái giá sách này được. Ví dụ chúng ta có va arr bằng, đây là một cái giá sách, được chưa?
trong giá sách này của chúng ta chứa cái gì? Thứ nhất, chứa quyển sách là 1001 đêm. 1001 đêm. Được chưa? Chứa quyển sách Cô Giáo Thảo cũng được. Được chưa? Chứa số 1000, 2000. Chứa giá trị nôn. Chứa fonts. Chứa chu. Và thậm chí là chứa object. Được chưa? Nó là như thế này. Đây là một cái biến và nó chứa đủ mọi thứ ở trên đời, trong đấy thậm chí là mảng trong mảng luôn. Nó chứa đủ mọi thứ ở trên đời ở trong này được. Chấp nhận cái việc đấy. Và bây giờ chúng ta có thể là console log nó ra. Đúng không? Được chưa? Thế thì cái loại thuộc tính mảng là các loại thuộc tính là chứa đủ mọi thứ trên đời trừ hàm. Trong cái mảng này chúng ta không được phép chứa hàm. Bây giờ đấy là cái duy nhất không chứa được. Còn lại nó có thể chứa được đủ tất cả các thể loại kiểu dữ liệu vào trong nó. Và các phần tử chúng ta đây thấy là các phần tử khác nhau bằng dấu gì? Phẩy. Và mỗi cái phần tử đấy chúng ta gọi nó bằng cái tên rất thân thương, nó là element. Trong một mảng chúng ta chứa được nhiều element. Mỗi element là một kiểu dữ liệu tương đương một biến khác, và mỗi element được xác định bởi một con số. Tôi nhìn này, một con số mà người ta gọi nó là số index. Cái chữ index viết như này. Số index bắt đầu từ số 0. Và cái index này nó cũng rất là quan trọng. Lại mắc cởi áo ra thì lại mặc áo vào thì đóng. Dịp lại. Và số index này bắt đầu từ số 0. Và cái số index này nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta khi mà làm việc với mạng, chúng ta cần phải tương tác được một với một. Có thể là lấy giá trị ra, xét giá trị vào cho một phần tử nằm trong mạng. Ví dụ chúng ta muốn lấy ra cái 1001 đêm này thì chúng ta sẽ có cái biến là biến tên là ARR, đúng không? Lấy ra phần tử ở vị trí số 0. 1001 đêm. Đúng không? Và ở cái phần tử này chúng ta có ARR0 cộng bằng với anh em của Aladdin và Casey Lang. Ví dụ như này, bây giờ chúng ta xem lại cái thằng ARR. 1001 đêm anh em của Aladdin và Casey Lang. Đúng không? Chúng ta có thể tương tác được với một phần tử nằm trong mảng luôn. Được chưa? Thì cái vấn đề này, index này nó rất là quan trọng ở trong mảng. Hôm sau tôi sẽ có thời gian hướng dẫn nhé, mà chúng ta nhiều hơn, học sâu hơn về cái mảng này. Còn hôm nay chúng ta tạm thời dừng cái việc mảng viết ở đây. Chúng ta hôm nay phải học hết về tổng quan về biến này, về các loại kiểu dữ liệu, rồi thì về phép toán, các toán tử ở trong JavaScript, rồi câu lệnh dễ nhánh. Đấy là cái nội dung hôm nay chúng ta sẽ phải học. Bây giờ thứ nhất, nhắc lại một chút này. Chúng ta có ai thắc còn quan lăn tăn gì về biến không? Biến là một. Kiểu biến là A. Còn ai lăn tăn gì không? Nếu mà không, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Đó là các toán tử ở trong JavaScript chúng ta có thể tương tác được. Như sau. Tôi tạo ra một cái file mới tên là toán tử.html. Script. Rồi, tôi có phép var a bằng 1. Var a bằng 1. Chúng ta có toán tử đầu tiên, đấy, xong rồi ấy. Toán tử đầu tiên là toán tử gán. Dấu bằng là toán tử gán. Gán một giá trị cho một biến. Thì đấy là toán tử đầu tiên là toán tử gán, dấu bằng. Toán tử thứ hai, console.log a cộng 5
Toán tử này là toán tử cộng 1 cộng 5 bằng bằng mấy? 4. Thằng này phê cần rồi. Nhà phê cần học. Mày còn gì hơn sáng tạo vậy? Toán tử cộng đúng không? Bây giờ chúng ta tác hợp chúng nó vào với nhau. Tức là chúng ta lấy ra A gán bằng giá trị của chính nó cộng với 5. Và chúng ta console log giá trị của A. Đây là chúng ta dịch cái câu này vào. Gán lại giá trị của biến A bằng cái kết quả của toán tử cộng giữa A và số 5. Đúng chưa? Và bây giờ kết quả bằng mấy? 6. Đúng nhá. Xin lỗi các bạn chút. Đã. Con nam chưa được. Vâng. Con đến giờ mới đến là thế nào? Nhìn xuống với tay thì bây giờ. Xin lỗi. Rồi rồi, ok. Rồi, tí con gọi lại nhá. Thấy chưa? Đây là việc kết hợp giữa toán tử gán và toán tử cộng. Xong đi nhỉ? Tiếp theo đến toán tử gì? Trừ, đã có cộng thì trừ. À nhầm, xin lỗi, trừ. Thì bây giờ bằng mấy? Mấy? 1 trừ 5 bằng 4. Trừ 4. Bận. Được chưa? Chúng ta chắc là không phải làm quen lại với cộng trừ nhân chia nữa. Nhân chia nó cũng thế. Chúng ta làm quen với thằng này. Ví dụ đây A bằng 2. A phần trăm 5. Sao lại bằng 2? Đây là chia lấy dư mà. 2 chia 5 dư mấy? Đúng rồi. 2 chia 5 dư 2. Đúng chưa? Còn 5 chia 2 dư mấy? Nó ra 2 là đúng rồi còn gì nữa. Nó chả chia cho 2. Trông mặt thằng này vẫn đần. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ có cái kết quả. Tôi sẽ có như sau. Tôi sẽ có như sau này. Chúng ta làm quen thêm với cái này nhá. Đây. Tôi sẽ có cái kiểu gì đấy và a bằng prom pter đóng mở ngoặc nhập số a. Các bạn xem cái prom nó bằng cái gì đấy nhá. Được chưa? Nhập số a đúng không? Đây là 345. Ok. Được chưa? Cái prom nó giống như cái alert. Cái alert là cái thông báo. Còn cái prom là cái gì? Hiển thị một cái thông báo và cho phép người ta điền thông số vào. Được chưa? Tất nhiên khi mà nhận thông số thì cái giá trị của A này các bạn nhìn thấy nó bằng cái màu đen đúng không? Nhìn thấy bằng cái màu đen gì không? Cái màu đen này nó là biểu trưng cho chuỗi. Được chưa? Nó biểu trưng cho chuỗi. Còn nếu mà cái A này, nếu mà cái giá trị console log nó là số ấy, thì nó sẽ là màu xanh. Đúng không? Nó sẽ là màu xanh. Thì bây giờ để ép kiểu từ số từ chữ sang số thì chúng ta phải dùng thêm cái hàm number này. Chúng ta cứ dùng thôi, mấy nữa tôi sẽ hướng dẫn lại sau. Hàm number này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có A bằng nhập số A, đây là B bằng nhập số B và C bằng nhập số C. Được chưa? Bây giờ cái bài toán của chúng ta sẽ yêu cầu là đơn giản lắm. Tính tổng của ba số này. Nhanh, làm luôn. Thò tay vào code đi. Làm từ những cái bài dễ nhất.
Không nhớ. Cái bài lưu tiêu này mà mãi không xong à? Kinh nhờ. Nó thanh niên phê cần. Xong chưa? Đâu? Number của tôi biết to hay biết bé? Đấy. Có chuyện đi chậm lại thì cũng không xong. Năm bờ béo không ra đâu. Sao rồi? Đây là 6 đấy. Xong nhá, hẳn nữa xong nhá. Được rồi, là tôi hài lòng, không cần nhiều. Đi chưa? Tiếp tục nhá. Học JavaScript dễ nhỉ? Dạ, thế. Nó đến đây, thầy nó không biết. Chắc em đang học C. Rồi, tiếp tục này. Rồi, tạm thời comment 3 thằng này vào đã. Tiếp tục hành nhau tiếp. Vẫn A bằng 2. Thôi thì bây giờ đổi thành A bằng 9 đi. Được chưa? A bằng 9 đi. Vẫn con số log là A. Bây giờ coi nhá. A. Tôi con số log ra. Cộng cộng A. Thì bây giờ ra cái gì? Mấy? 10. Chính xác, tại sao 10? Cộng cộng A thì bằng gì? Đây à, tôi comment nhé. Cộng cộng A thì tương đương với A bằng A cộng 1 đúng không? Được chưa? Tiếp tục. Thế bây giờ tôi A cộng cộng thì sao? Nó có bằng cái này không? Có đúng không? Thế bây giờ viết ra đây. Rồi, giờ sao? Bọn này đi học giả hết thầy rồi. Giờ bằng mấy? Mấy? Vẫn bằng 10. 9. Kiểu gì? Có biết đứa nào biết không? Xem một đứa nào nhớ gì ở trường không nào? Chắc chắn các bạn học cái này rồi. Nhớ ấy. Cộng cộng A là cộng trước xong rồi. Ờ. Và A cộng cộng là cộng trước xong rồi sau đấy nó sẽ cộng thêm 1. Ờ. Thật không? Chắc chưa? Thế nếu tôi cộng tiếp với A là sao? Này có chạy không? Thứ nhất là có chạy không? Không cách nữa. Bộ láo. Tại sao chạy? Tao giải thích cho tôi cái nào. Ai bảo là sau dòng đấy nó mới cộng? Nếu mà sau dòng này nó cộng, nó mới cộng thì nó không thể nào ra 19 được. Nó phải là bằng 18. Đúng không? Nó hiển thị ở đấy là 9 nhưng mà... Hiển thị đâu? Đây có hiển thị đâu? Lúc nãy nó hiển thị là 9 đã. Ừ. Nhưng mà... Đấy là nó tăng thêm 1 rồi. Lúc nào tăng? A trước tăng hay A sau tăng? Bọn này có phải bất bình cái gì à? Rồi nha, lại thích lại quên. Rồi nha, chúng ta có A cộng cộng và cộng cộng A thì hai thằng này đều bằng tương đương với việc là A cộng thêm một đơn vị, đúng không? Nên tuy nhiên chúng ta tính là cái thời điểm xảy ra. Thời điểm xảy ra cái việc cộng. Thời điểm xảy ra cái việc cộng. Là cái việc A cộng cộng này. Là tại thời điểm cái câu lệnh này diễn ra. Thì cái A nó vẫn bằng giá trị cũ. Sau cái thời điểm máy tính, cái trình duyệt nó đọc cái lệnh này rồi. Thì sau đấy cái biến A nó mới được cộng thành một đơn vị. Được chưa? Còn cái câu lệnh này là ngay tại thời điểm trình duyệt nó đọc được cái câu lệnh này thì là A sẽ ngay lập tức được cộng thành một đơn vị. Được chưa?
Lúc đấy tôi đố kiểu như thế này, tôi gọi là đố mẹ. Nếu mà viết như này, tôi đố các bạn biết là đây là do cái thằng này cộng với thằng này, hay là do cái thằng A0 này cộng với lại cộng cộng A. Tôi đố các bạn biết đấy. Sai. Nó là phương án 1. Nó chắc chắn phải là phương án 1. Biết vì sao? Logic của JavaScript là đọc từ trái qua phải. Đúng chưa? Thế vậy thì nó sẽ nhận cái này trước. Đúng chưa? Sau đó nó mới nhận thêm cái câu lệnh phía sau. Hiểu chưa? Chứ không bao giờ nó nhận cái A này. Nó biết làm sao được cái A này là chúng ta, mục đích của chúng ta là dùng cái thằng đằng sau. Đúng chưa? Cái câu hỏi này, câu hỏi rất khó và các bạn rất dễ bị lừa. Và đa phần bị lừa. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục này. Tương đương với cái việc này thì chúng ta có A trừ trừ và trừ trừ A. Xong chưa? Bây giờ chơi cái khó này. Tại ngu rồi. Đây. Chơi nhá. Rồi, bây giờ tôi có cộng cộng A. Thì giờ mấy? Hiển thị mấy? 10 đúng không? Rồi. Cộng A trừ trừ. Giờ mấy? Trừ 19 2. Alo. 18. 18 đúng không? 19. Nó phải là 19 chứ. Ờ sao? À đúng rồi, 20 20. 20 chính xác. 20 20, xin lỗi. Cộng cộng là gì? Lên rồi đúng không? Là bằng 10. 10 cộng với tại thời điểm A trừ trừ, A đã trừ 1 đơn vị chưa? Chưa đúng không? Thì vậy là 10 cộng 10 bằng 20 chưa? Đâu đây? Cộng cộng A, cộng A trừ trừ cơ mà. Hiểu chưa? Đây đoạn này là 10 rồi, ok đồng ý với bạn này. Đoạn này là 10 chưa? Đúng chưa? Rồi, nhưng mà A trừ trừ này là sau khi nó thực hiện xong cái phép cộng A này rồi nó mới trừ. Đúng chưa? Thế cho đến lên lúc đấy A vẫn bằng 10. Thì là 10 cộng 10 bằng 20. Chính xác chưa? Tiếp. Trừ tiếp A. Bằng bao nhiêu? 10. 10 à? Thật là 10 không? Không thể bằng không được. 11. 11. 10. Mười mấy? Cái đoạn cái đấy này, cái mớ này là A bằng 20 này. Được chưa? Công nhận không? Cái đoạn này là A bằng mấy? Đúng. A đằng sau là bằng 9. Xin đoán là 10 gì? Thấy ngu si đần chưa? Tiếp. Này có chạy không? Chạy. Ờ chạy. Rồi sao nữa? Chạy cái sao? Có bao nhiêu? 29. 29 hay 19 hay 21? 19. Vậy, không đéo. Nó nói 19 mà. Rồi. Tiếp. Giờ sao? Giờ ra gì? Ra lỗi chứ. Làm gì có lệnh? Làm gì có lệnh nó như thế? Đúng không? Bây giờ sao? Giờ có lỗi không? Rồi, một thằng 11, một thằng 12. Reload rồi. Tôi nói rồi mà, các bạn vẫn đang bị lừa. Tôi đố các bạn nhá, nếu mà như thế này thì các bạn mấy? Có
Có không được. Thường như này nó hiểu là thực hiện cái nào được chưa, đây nó không hiểu nó thực hiện cái nào đúng không, xong chưa, thế làm sao mà chạy được. Đây là nên nếu mà chúng ta viết như thế này, này nó sẽ tính là thằng này là vừa cộng cộng và vừa trừ trừ đúng không, vừa trừ trừ a này xong lại a trừ trừ tiếp, sẽ xin lỗi nhé, đúng nhở, có muốn thử tiếp không? Đây là thêm còn gì nữa? Lại quay trở lại với cái câu chuyện là a cộng 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 a trừ trừ a có gì giống chưa? Thì giống chưa? Thế không khác thì cái việc là trừ a này hiểu chưa? Em giải thích dòng kia dòng nào? Dòng cái này à? Đói cái nào vậy? Cộng với a nữa. Cộng với 10 nữa đúng không? 20. Bằng 20 rồi đúng không? Đấy. Xong cái đoạn này, xong cả cái đoạn này bằng 20 đúng không? Sau cái đoạn đấy thì a bằng mấy? 29. Em từ a bằng 9. Đấy là cái giá trị của cái phép toán này thì nó mới bằng 20. Nhưng mà giá trị của a nó có thay đổi đâu, nó đâu có được gá lại cái gì đâu, đúng nhở? Bạn có nhìn thấy cái dấu bằng nào đấy không? Không có đúng không? Nó chỉ đơn giản là cái a này nó trừ đi một đơn vị thôi, được chưa? Vậy thì 20 trừ 9 bằng bao nhiêu? 11. Đến đây là a, đến đây là a của 11, đúng chưa? Cộng với a đang bằng 9 đúng không? Cộng với 8 nữa là bao nhiêu? 19. Đúng chưa? 19 là một cái đoạn này thì lỗi rồi. Bỏ qua. Thế này à? Hay là cái vẫn cái vừa rồi? Ừ. Nó không chạy nhá. Nó không biết là ngắt từ đâu đâu. Máy nó không thông minh như bạn đâu. Nó không biết là nó phải chạy cái dư dừng lại ở đây. Hay là nó phải, bởi vì cái A này vẫn là trong cái phép toán mà. Cho nó sẽ phải ôm thêm cái mới này. Hiểu chưa? Nó phải ôm thêm đến cái dấu trừ ở đây. Thì nó mới dừng lại. Sau cái A kia, sau nó ba dấu trừ, sau nó ôm. Nhưng mà lần trước nó được không? Cái này hả? Cái đoạn này hả? Ừ thì đấy, bạn thấy này. A cộng cộng nhá. Được chưa? Đây là phép cộng toán tử bình thường. Đúng chưa? Thì phép việc cộng bình thường nó sẽ cộng với, nó hiểu là thêm hai cả. Cộng a trừ trừ. Nó khác hoàn toàn với việc này nhá. Đây là vừa thực hiện cộng cộng xong rồi lại thực hiện trừ trừ ngay lập tức. Thì nó không chạy được. Được chưa? Không bao giờ chạy được cái kiểu như thế này. Bắt đầu là lại phê cần nhất cái lớp. Không kỳ học kỳ không bao giờ rơi cái này đâu. Ngoài thi dự kỳ thì rơi. Gì sao? Không mắc gì nữa không? Rồi, tiếp tục nhá. Thôi còn số log comment cái này vào. Ví dụ như này thì chạy này. Đúng không? Thôi. Ông không thấy chúng nó chán lắm rồi này. Rồi. Console.log a cộng 5 tôi đố biết công các bà biết là bây giờ nó bằng bao nhiêu. Nếu mà như thế này thì có đoán được không? Như này có đoán được không? Rồi. Chính xác chưa? A cộng bằng 5 tương đương với việc là A bằng A cộng 5. Đúng chưa? Chúng ta có tương đương với phép là phép trừ bằng gì nữa? Nhân bằng chia bằng. Đố biết là có chia lấy dư bằng không? Thật không? Có không?
Có. Có chứ. Sao không có? Thích bao nhiêu lần trả được? Được chưa? Rồi, xong. Đấy là những cái toán tử tính toán của chúng ta. Được chưa? Chúng ta có cộng trừ nhân chia chia lấy dư. Rồi thì cộng cộng. A trừ A trừ cộng cộng. Trừ trừ A trừ trừ. Cộng bằng. Nhân bằng, chia lấy dư bằng. Được chưa? Tiếp theo là để chúng ta sẽ đến với những cái toán tử so sánh. Nãy giờ là toán tử tính toán, bây giờ đến toán tử so sánh nhé. Toán tử so sánh. Ví dụ như nào gọi là so sánh? Ví dụ bây giờ nhé, bạn tên là gì nhỉ? Quang, thằng này tên là gì? Bây giờ nếu mà em tên là gì? Trang. Ví dụ bây giờ tôi có một cái phát biểu này. Đức xấu trai hơn Quang. Thì Trang sẽ trả lời tôi như nào? Không để sợ. Em bị Quang. Hả? Tại sao lại là phone? Tại sao không phải là đúng hay sai? Mà lại là chu hay phone? Nói thế cho đỡ ngượng à? Thế bây giờ nếu tôi bảo là Quang đẹp trai hơn thằng Đức thì là kết quả đúng hay sai? Hả? Sắp cháy máy rồi. Thì để ý đây này, khi mà chúng ta thực hiện những cái toán tử so sánh thì nó luôn luôn output cho chúng ta là chỉ có hai kết quả mà thôi, đúng hoặc là sai, đúng chưa? Tương đương với true hoặc là false, chứ không bao giờ có kết quả khác, đúng chưa? Hiểu chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ là so sánh cái này tương đương với cái việc là kiểm tra xem giá trị của cái biến A nó có bằng với số 4 hay không. Nếu mà bằng nhau thì nó trả về true, còn nếu mà khác thì trả về false. Đây là phép so sánh đầu tiên, kết quả sẽ là true. Đúng nhá. 9 chia lấy dư cho 5 thì trả bằng 4. Đúng nhá. Thôi thì ngồi đây viết comment cái này vào. Không lại đần thối rồi. Này có hiểu không? Hiểu chưa? Cái này dễ hiểu hơn không? Được rồi chưa? Tiếp. Này sao? Sai là sao? Này thì sao? Bao nhiêu người bảo sai? Một. Còn lại bảo đúng. À, bao nhiêu người bảo sai? Cứ hồn nhiên đi, rồi thì chúng ta phải thành thật với bản thân thì chúng ta mới khá được. Như gì em là nó không phân biệt, chú không phân biệt. Chúng nhầm. Ông nhầm. Sai em dễ tính. Thì ông ấy không có cái tính chất của cà phê cần. Thế là câu đúng với giá. Nó bảo sai mà. Rồi. Giống như thằng Quang nó nói, trong JavaScript nếu mà chúng ta so sánh bằng phép so sánh đơn như thế này, so sánh thường, thì chúng ta sẽ, nó sẽ chỉ so sánh giá trị. Ví dụ bây giờ chúng ta có số 9 và chuỗi 9, đúng không? Hai cái giá trị đấy nó có cùng tập giá trị không? Học tập giá trị rồi đúng không? Học từ cấp 3, đúng chưa? Tập giá trị là gì? Ví dụ chúng ta có số nguyên và số thực để cho nó dễ nói chuyện, đúng chưa? Thì số nguyên sẽ luôn luôn nằm ở số thực, đúng không? Đúng nhá, số thực là cái số có sau dấu chấm ấy, số thập phân ấy. Đúng nhá. Thì số nguyên sẽ nằm trong tập số thực, đúng không? Và to hơn cái tập số thực này nữa là cái dạng chuỗi ký tự. Đúng nhá. Đây là ba cái tập với nhau. Ba cái quan hệ của cái tập với nhau. Tất nhiên là boolean nó sẽ nằm trong tập số nguyên. Được chưa?
Thì bây giờ chúng ta sẽ có là nếu mà chúng ta so sánh với số nguyên với chuỗi thì logic của nó sẽ như thế nào? Thằng nguyên là thằng có tập giá trị bé hơn thằng chuỗi. Cho nên là khi mà so sánh nó sẽ cố gắng ép kiểu từ thằng bé về thằng to và so sánh giá trị với nhau. Được chưa? Thì bây giờ nếu mà ép từ số nguyên về chuỗi thì thành chuỗi 9. So sánh hai giá trị thì nó bằng nhau. Xong chưa? Đổi cái gì? Ép chuỗi. Bị ngáo rồi. Đây là máy nó tự ép, chúng ta chưa tác động gì cả. Hiểu chưa? Đây là logic của máy nó được lập trình là như thế, cho nên là nó sẽ chủ động tự ép cái tập cái giá trị có tập giá trị nhỏ hơn về tập có giá trị lớn hơn. Được chưa? Và nó so sánh giá trị với nhau thì nó sẽ luôn luôn là giá trụ. Xong chưa? Nhưng mà nếu chúng ta thêm một dấu bằng vào đây thôi, thêm một dấu bằng vào đây thôi thì chắc chắn là sẽ ra false. Được chưa? Cái gì? So sánh gì? Đây là nó so sánh cả kiểu dữ liệu. Đúng không? Nó so sánh cả kiểu dữ liệu. Thì cái phép so sánh này người ta gọi là so sánh tuyệt đối. Yeah. So sánh tuyệt đối là ba dấu bằng. Thì so sánh tuyệt đối này, cái logic của nó sẽ như sau. Trước khi so sánh giá trị, nó phải so sánh kiểu dữ liệu đã. Nếu mà kiểu dữ liệu giống nhau rồi thì mới so sánh giá trị. Còn nếu mà kể cả có giá trị bằng nhau, nếu mà ép về nó bằng nhau nhưng mà khác kiểu dữ liệu vẫn luôn luôn gặp rồi. Được chưa? Đây là kiểu so sánh chắc ăn, chắc củ. Không nhá? Tự ghi vào nhá, phần này tôi không nốt đâu. Tự ghi vào. À? Chúng ta có một dấu bằng là phép gì? Gán. Hai dấu bằng là phép so sánh giá trị, ba dấu bằng là so sánh tuyệt đối. Được chưa? Chúng ta có 5 khác 9. Cái này trả ra cái gì? Đúng hay sai? Đúng chui phôn. Chui phôn. Lỗi sao? Lỗi lại thầy ở hai dấu bằng. Hai dấu bằng cũng không lỗi. Lỗi sao được? Có so sánh tuyệt đối và cái phép so sánh của chúng ta cái phép này này. Và phép gì? Phép khác. Nếu mà hai giá trị ở hai bên khác nhau thì nó trả về chú. Đúng chưa? Ta có khác thì chúng ta sẽ có khác tuyệt đối. Chuyện bình thường mà. Đừng bất ngờ. Khác và khác tuyệt đối là chuyện bình thường. Nếu mà hai thằng này khác nhau thì trả ra true. Còn nếu mà hai thằng này bằng nhau thì nó sẽ trả ra false. Được chưa? Đấy là phép so sánh. Tiếp theo, phép so sánh lớn hơn, nhỏ hơn. Lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng. Được chưa? Thì cái này thì không phải bàn nữa, quá dễ rồi. Đấy là toán tử, chúng ta kết thúc với toán tử so sánh. Nhưng mà trong toán tử so sánh, chúng ta lại còn có thêm một cái loại toán tử nữa. Đó là toán tử piecewise. Tôi chẳng biết dịch nó là tiếng Việt kiểu gì. Piecewise. Piecewise này nó gồm các cái toán tử là phép và, phép hoặc và phép phủ định. Và hoặc phủ định. Hình như còn một loại nữa thì quên sử dụng nữa. Không nhớ đâu. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có cái gì? Nếu chúng ta so sánh nhiều điều kiện. Nãy giờ chúng ta mới chỉ so sánh một điều kiện thôi đúng không? Đúng chưa? Nếu mà chúng ta so sánh nhiều điều kiện, ví dụ như tôi có như sau. Nếu mà cái A này, nếu mà cái A này của tôi A nhỏ hơn 10 và
A lớn hơn 20 thì mới đúng. Nhưng viết này có bao giờ ra đúng không? Không. Nhá, thì nó luôn luôn ra là false, bất kể là giá trị của A là bao nhiêu. Chẳng có cái số nào thỏa mãn được cái điều kiện này. Đúng nhá. Đây điều kiện của những nhà phê cần học giống như Quang này thì mới nghĩ ra cái điều kiện này thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta kiểm tra là hai điều kiện thứ nhất và điều kiện thứ hai. Nếu cả hai điều kiện này thỏa mãn, cả hai điều kiện này đều trả giá chu ấy, thì nó mới chu. Đúng chưa? Đây là phép gì? Và là tức là cả hai thằng đều phải được thỏa mãn thì mới đúng được. Đấy chưa? Và tất nhiên chúng ta có thể và mãi mãi về sau thêm nhiều điều kiện nữa cũng được, không vấn đề gì cả. Đi chứ nhỉ? Và tương đương với phép và thì chúng ta có phép hoặc. Phép hoặc thì chúng ta dịch sang tiếng Việt như sau. Đó là chỉ cần một trong hai thằng thỏa mãn thì đều chu cả. Nếu vậy thì nếu vậy bây giờ tôi viết cái số 11 kia nó có thỏa mãn không? Tức là như thế này, nó phủ định tất cả các thể loại giá trị làm sao nằm trong khoảng từ 10 cho đến 20. Đến 20 không nhận luôn chứ, đúng không? Bây giờ tôi so A bằng 1 có đúng không? Chú chứ, đúng không? Nhưng mà 11 thì nó sẽ là false, đúng nhỉ? 21 thì sẽ ra chu, đúng chưa? Đây là so sánh nhiều điều kiện, không nhỉ? Còn cái phép phủ định thì sao? Chẳng liên quan gì đến hai thằng trước luôn. Phủ định. Thế nó mới hay. Đố các bạn biết cái này có chạy không? Và ra kết quả là gì? Âm hay không? Ôn chứ. Thế như nào nó mới ra chu? Rồi từ từ, nếu mà như này thì như nào nó mới ra chu được? Lại phủ thêm một phát nữa. Như này có ra chu không? Nếu mà như này có ra chu không? Đây thì nghĩa là gì? Từ từ nhá. Như thế này có ra chu không? Tại sao? Phủ định của phôn. Nào, tập trung này. A bằng phôn. Phủ định của phôn. Sai của sai không phải là đúng không? Thế mới đầu làm kia. Không, tôi làm sao mà loạn được. Đây là kịch bản tôi dựng ra, sao tôi loạn được. Phủ định của phủ định thì có phải là khẳng định không? Đúng chưa? Thì ở đây nó sẽ phải ra ra chu chứ, đúng chưa? Ở đây thứ nhất, trong trường hợp cái giá trị của chúng ta cần so sánh nó là boolean, đúng chưa? Thì là sai là đúng, đúng chưa? Sai là đúng. Tuy nhiên nếu mà kiểu dữ liệu của chúng ta nó là số thì nó cứ miễn là các số không. Không, lúc nãy tôi nói rồi, không bằng false, bằng null. Đúng chưa? Không bằng không bằng false, bằng null, bằng swing rỗng. Đấy chưa? Thì ngoài những cái số, những cái kiểu này ra thì nó luôn luôn bằng. Bằng gì? False. Thì mình thay full bằng thì nó cũng thế. Thử xem. Đúng chưa? Nó vẫn ra chung mà. Được chưa? Không cần thay nó suy rộng không? Thử nhưng biết đâu tôi sai. Được chưa? Đó. Thì những cái này chúng ta phải lưu ý. Phủ định thì ngoài những cái giá trị kia ra thì nó đều bằng 1 hết.
đặc biệt sau này các bạn sẽ dùng rất nhiều cái này, dùng cực kỳ nhiều luôn. Và thường thường sau này chúng ta sẽ thay a này nó bằng một cái hàng nhé, rồi hoặc bằng một cái gọi là cái gì nhỉ, một cái phép toán gọi là cái gì nhỉ, tôi không nhớ cái phép toán thì gọi là cái biểu thức, đúng không, chính xác gọi là cái biểu thức thay vào trong này, phủ định của biểu thức. Mà biểu thức thường thường chúng ta sẽ ra kết quả là true hoặc false. Xong chưa? Đây là phép phủ định. Nhá. Từ những cái nãy giờ chúng ta học là bao gồm gì? Toán tử số học này, toán tử so sánh này, toán tử bit ngoài. Từ những cái này chúng ta sang một cái khái niệm tiếp theo. Nãy giờ có phần thăng bằng gì? Cái nên những cái thứ này chúng ta phải luyện tập thì chúng ta mới nhớ được. Không luyện tập thì không nhớ gì đâu. Thì chúng ta sẽ sang cái khái niệm tiếp theo, thì đến lúc đấy chúng ta mới có nhiều trò hay để dùng. Đó là cái câu lệnh sẽ nhánh condition, gọi là condition statement. Câu lệnh sẽ nhánh giống như bây giờ, ví dụ tôi đóng vai là Trang đi, sẽ phát biểu với một cái statement như sau: nếu Đức đẹp trai hơn Quang thì sẽ yêu Đức, đúng không? Chúng ta đang có tổ hợp ở đây là nếu điều kiện thì, đúng chưa? Và cái phát biểu này nó rất hay xảy ra trong cuộc sống, đúng chưa? Nếu điều kiện thỏa mãn thì thực hiện một cái công việc gì đấy, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ có câu lệnh là if điều kiện, hoặc là nói chính xác hơn là tổ hợp điều kiện thì thực hiện đoạn code trong này, được chưa? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có thể mở rộng bài toán ra như sau. Tôi sẽ có biến a bằng cái number của cái prompt, vui lòng nhập số, hai chấm. Thì ở đây tôi sẽ có cái thể như sau: if a lớn hơn hoặc bằng 0 thì console log ra string số a đóng mở ngoặc a là số dương, số nguyên dựa ở số dương thì không biết là nguyên dương hay nguyên âm, chưa biết được là âm hay không âm. Duplicate lên ở đây, được chưa? Bây giờ reload này, không, số a không, có nghĩa là giá trị của nó là số dương, đúng không? Trừ một, có ra không? Chạy gì cả. Tiếp tục 9 a vẫn là số dương, được chưa? Sau này tí nữa tôi sẽ yêu cầu các bạn là tính cái áp dụng những cái câu lệnh so sánh để quyết định xem là ba cái số chúng ta nhập vào có là tam giác hay không, rồi có kết quả của biểu thức hay không, đủ các thứ các kiểu. Nó sẽ mở ra rất là nhiều thứ ở trong này, được chưa nhỉ? Đây là cái mệnh đề đầu tiên là nếu điều kiện được thỏa mãn thì chạy một tập hợp cốt nằm trong cặp dấu hoặc nhỏ, được chưa? Thế vậy thì chúng ta sẽ có là lại quay lại Trang, và nếu Đức đẹp trai thì thích Đức, thích thì gì gọi yêu, đúng không? Nếu không đẹp trai thì chửi nó là hơi phũ, đúng không? Thì chúng ta nếu thì còn phủ định của cái giá trị kia nữa, thì chúng ta sẽ có câu lệnh là if else, đúng không? Nếu cái điều kiện này được thỏa mãn thì chạy câu lệnh ở đây. Còn else tức là nếu điều kiện này không thỏa mãn thì chạy câu lệnh ở dưới, được chưa? Được chưa? Thì chúng ta có cái ứng dụng như sau: 10 thì nó là số dương, nhưng mà nếu mà trừ 10 thì nó sẽ là số âm, được chưa?
Bây giờ bài toán sẽ như sau. Tôi sẽ có cái số A. Đây là B. Đây là C. Được chưa? Bài toán yêu cầu như sau. Các bạn có 3 số nhá. Bài toán sẽ là B là B1. Tìm số lớn nhất trong 3 số vừa nhập. Xong, làm đi. Xong chưa? Mấy câu íp? Mấy? Một câu íp? Hai câu íp? Hai câu eo íp và một câu eo. Thế vẫn dài. Chỉ hai câu íp là đủ. Hai íp là đủ. Hai íp là tối ưu nhất. Nào đọc cho tôi nào. If A lớn hơn B và A lớn hơn C.
Rồi, con số lỗ A lớn nhất đúng không? Chưa? Yeah. Tiếp tục là gì? Else. Else if à? Else if đây à? Đây à? Gì? B lớn hơn A và B lớn hơn C. B lớn nhất. Else. C lớn nhất. Này đúng không? Rồi ok, tôi sẽ giải như sau. Đây cách giải của các bạn nhé. Chúng ta thử compare với nhau xem. Đây không phải vấn đề. Đây không phải việc của tôi. Rồi, tôi sẽ có biến va max bằng á. Tôi thích bằng á. If max lớn hơn hoặc bằng b. Yeah. Thì max bằng b. If max lớn hơn hoặc bằng nhỏ hơn hoặc bằng b, xin lỗi, nhỏ hơn hoặc bằng b. If max nhỏ hơn hoặc bằng c thì max bằng c. Xong rồi console log max. Theo các bạn cách nào tốt hơn? Vì sao? Không phải, không phải làm em. Vì sao nó lại chạy nhanh hơn? Đúng. Cái câu này thì đúng. Khi trong các câu lệnh của chúng ta, câu lệnh nào thực hiện cái việc so sánh, cái việc so sánh không khác với các bạn thực hiện cộng trừ nhân chia cả. Được chưa? Khi các bạn thực hiện so sánh ít hơn thì câu đấy sẽ tối ưu hơn. Được chưa? Khi mà so sánh vài số thì cách này là cách so sánh tối ưu nhất. Được chưa? Cách này thì nó, các bạn để ý này, đây so sánh 1, 2, 3 này, L này là 3 rồi này, 4, 5 lần, 6 lần, đúng chưa? Ở đây tôi thực hiện so sánh là một phép gán, cứ coi là 1 lần, 1, 2, cùng lắm là đến 3 lần, đúng chưa? 2, nếu mà không chạy cái này thì thôi, 3 này, 4 này, 5, 6, không, nhưng mà nó chỉ thực hiện một cái phép so sánh thôi, một cái, hai cái là cùng thôi. Đúng chưa? Và đã tìm ra được cái thẳng lớn hơn, lớn nhất. Được chưa nhỉ? Thế cho nên là tôi sẽ chọn cách dưới. Chúng ta thử nhá. 4, 2, 4, 3, 8. 8 đúng không? 1, 9, 10. Đúng chưa? Tiếp tục. Bài 2. Bài 2. Kiểm tra xem ba số có hình thành tam giác hay không. Điều kiện để hình thành tam giác là gì? Tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Đúng rồi, tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Làm đi.
Xong chưa? Ui, bọn này giỏi nhỉ. Đám nào? Em học 3 lần cũng được chỉnh C đấy thầy ạ. Ông nào cũng dạy như này đúng không? Tùng của em. Nào. Chạy nào. Đi. Và. Và. Tổng 1. Hả? Biết 3 tổng. Em biết 2 tổng ra. Tại sao lại phải cổ thế? Còn chỉ cần một cái ít thôi. Một cái ít. A cộng B lớn hơn C. Nó không thấy cái cũng đi tổng. Mình thấy thay tổng 1 là A cộng B. Ít. A cộng B lớn hơn C và A cộng C lớn hơn B và B cộng C lớn hơn A thì sao? Có ra không? Vì sao không? Trường hợp nào không ra? Không bao giờ trường hợp ba ba cái này đều trường hợp là nó là một bình thẳng ba cái này là một bình thẳng một có ra không? một thì trả giá tam giác đều đây chỉ tính là độ dài thôi mà không có ra không? Ra làm sao được? À, cái trường hợp nào không ra nữa, 1 hay 3 có ra không? Không. Ngửi đã thấy không ra. 3, 4, 5 có ra không? Có. Nó là kinh điển rồi còn gì, ta bằng vuông này. Ô hay. Sao? Quang. Sượt 3 thì quang. Phải 3 cái. 1 trong 3 cái nào nữa? Chỉ cần 1 trong 3 cái. Ai bảo thế? 1, 2, 5 thì là ra được. Bắt buộc phải 3 điều kiện. Nó là định lý rồi. Nếu mà xét một điều kiện cho L là được, hoàn toàn được. Nhưng mà viết thế nó dài. Tôi viết 3 dòng, nếu mà bạn làm thế bạn phải viết là 6 dòng. Ít nhất là 6 dòng đúng không? Tớ viết một ký này thôi là đủ rồi. L làm gì? Là L. Mày thấy mày lằng nhằng không hả? Quá. Nhưng mà cách đấy miễn làm sao nó ra đúng là được. Chứ chúng ta chưa tính cái hiệu năng. Đúng không? Tôi không bảo cách của bạn sai. Đúng chưa? Đó. Test. 3, 4, 5.
không làm sao được. 1 2 1 có không? Làm sao được? 1 hay 1 đâu phải tam giác đâu. Ví dụ như kiểu là 2 3 2 cái có sao? Đây là tam giác cân. Được chưa? Toán nhà các nhà toán học cãi định lý sợ thật. Được chưa? Gì nữa? Đã tính nếu bây giờ tiếp theo bài 3. Bài 3, cái này phải tự tìm hiểu nhá. Tất nhiên tôi sẽ có lời giải nhưng mà tất nhiên chúng ta phải tự tìm hiểu khá nhiều. Tính diện tích tam giác. Tính diện tích tam giác trong trường hợp nó là tam giác. Trong trường hợp nó là tam giác. Cái này phải tự tìm, tự mò. Xem khả năng tự mò. Hệ thức Heron. Đấy, tìm ra cái cách giải quyết rồi đây, bây giờ ghép chúng nó vào làm sao để cốt được. Ô sau nãy mình ăn cái bánh mì rồi đói nhỉ. Ảo thế. Tôi ăn từ lúc 4:30 5 giờ. Các bạn sẽ bị mắc cái dấu căn đúng không? Tự tìm cái căn trong JavaScript dùng lệnh gì? Vai tìm đi ông cha đẻ của Bitcoin rồi. Satoshi Nakamoto, người cha đẻ của Bitcoin. $20,000 rồi. Đó, đang chưa tìm thấy à? Bậy vãi.
Xong chưa? Xong chưa? Rồi. Làm nào. Nếu nó là tam giác rồi, chúng ta sẽ có P đúng không? Và P bằng A cộng B cộng C chia 2. Rồi, tiếp. Và S bằng mát chấm SQRT của P nhân P chữ A nhân P chữ B nhân P chữ C. Này đúng không? Đúng chưa? Con sôn chấm log ra thì diện tích diện tích tam giác bằng nhá 3 4 5, chính xác chưa? Rồi, dễ nhỉ, phần này hoàn toàn cái thứ đơn giản các bạn biết hết rồi. Tiếp bài 4, tính kết quả biểu thức a x bình cộng b x cộng c bằng 0. Tính delta hả? Tính delta thì còn gì nữa? Tìm công thức đi, ô hay. Ai bắt không phải nhớ đâu. Viết luôn là tính phát sinh vật 2. Không thích. Yeah.
xong chưa? Được chưa? Chính trong đỉnh thối xong chưa? Khó không? Tiếp. À, cái bài này tự làm nhá. Chúng ta sang phần tiếp theo của câu lệnh dễ nháy. Cái bài này về tự làm đấy nhá. Buổi sau tôi sẽ chữa. Câu lệnh dễ nháy tiếp theo này. Chúng ta mới có if và if else rồi đúng không? Chúng ta có thêm là if điều kiện đóng mở ngoặc. Else if, đúng không? Xong rồi lại thích nữa thì là else if vô hạn. Cho đến bao giờ chúng ta có else thì thôi. Đây là một cách. Được chưa? Kiểm tra nhiều điều kiện. Nếu không thỏa mãn tập điều kiện 1 thì chuyển xuống kiểm tra tập điều kiện 2, kiểm tra tập điều kiện 3 đến kiểm tra tập điều kiện n. Nếu không thỏa mãn tất cả các tập điều kiện phía trên thì chạy câu lệnh ở trong else, hoặc không có cái else này cũng được. Được chưa? Đấy là cái sự mở của cái câu lệnh dễ nhánh. Ở trong ngôn ngữ nào cũng vậy thôi. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta còn một loại câu lệnh dễ nhánh rất hay dùng nữa. Đó là gì? Biết là gì không? Còn một cái là biến thể nữa của if else. Không phải switch case. Switch case sẽ học xong. Biểu thức bà ngồi và x bằng, ví dụ a bằng 9 hỏi chấm x bằng 5 2 chấm x bằng 0. Ví dụ như thế này, tôi sẽ dịch như sau. Cái biến x này sẽ được gán giá trị bằng 5 nếu cái số a bằng 9. Nó sẽ được gán giá trị bằng 0 nếu cái a khác 9. Được chưa? Nghe biểu thức ba ngôi. Đây là một ngôi. Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi. Đây là một phép so sánh. Được chưa? Nếu cái kết quả phép so sánh này đúng, tức là cái biểu thức này chẳng vé chung, thì cái x này sẽ được gán giá trị bằng, giá trị được viết ở sau dấu hỏi chấm. Còn nếu mà cái biểu thức này chẳng vé sai thì cái x này sẽ được gán giá trị bằng sau dấu hỏi chấm. Cái này rất hay dùng. Hay dùng ở đâu? Chúng ta sẽ có thể xử lý như sau. Đây. Ví dụ ở trong này chúng ta không thể nào xử lý được trong cái trường hợp của tôi biết xài đâu vậy trời. Đây đây cái mớ này cái xài. Tôi comment lại nhé. Chúng ta sẽ có thể xử lý được ở cái đoạn này. From này. Bởi vì khi mà nhập vào chúng ta không quy định được là giờ tính vào mắt, đúng không? Đi chưa? Thì chúng ta có thể là đề phòng cái việc người ta nhập bậy nhập bạ vào. Chúng ta hoàn toàn có thể là a bằng is none là is not a number. Cái này tôi sẽ dạy các bạn sau. Is none của a bằng true. Thì nếu mà cái này không phải là số thì cho nó bằng 0. Còn nếu nó là số thì cho nó bằng a luôn. Đúng chưa? Đấy. Thì à, nếu bình thường là sẽ là như thế này, đấy, như thế này, này mới chuẩn này, đây là number của A luôn, đúng chưa? Nếu cái giá trị người ta nhập vào không phải là số thì gán cho nó bằng số 0, còn nếu nó là số rồi thì ép kiểu nó về số của những cái ký tự người ta nhập vào, như này thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều, đúng không? Xong chưa? Đấy là cái một trong những cái ứng dụng của nó trong ngay cái bài toán của chúng ta. Tiếp tục thì sao? Chúng ta có cái loại câu lệnh dễ nhánh tiếp theo là switch. Switch expression. Cái này nó là biến hoặc một cái giá trị muốn so sánh. Ví dụ chúng ta có a. Nếu trong trường hợp a bằng, đây ở trong switch case nó chỉ có đơn giản so sánh bằng thôi.
không có ngang phép so sánh khác. Nếu cái giá trị được viết ở trong cái dấu ngoặc của switch này bằng với cái case 1, tôi có thể viết ở đây là 1 chẳng hạn, 2 cũng được, thì cái statement 1 này sẽ được chặn. Ở đây nó có thể là một tập hợp, các bạn có nhìn chữ S gì không? Một tập hợp các câu lệnh sẽ được nằm ở dưới cái câu case này sẽ được chặn. Chặn xong nó sẽ break ra. Break là thoát khỏi, thường là cái từ break này là cái từ khóa thoát ra khỏi cái vòng lặp nào đấy. Được chưa? Nó dừng lại ở đây và thoát ra ngoài để chặn những câu lệnh ở phía dưới này, chứ nó không chạy qua những cái thằng này nữa. Được chưa? Thì ngoài cái cây này ra, chúng ta có thể là duplicate lên, chúng ta có rất là nhiều cái cây khác. Cây bằng 3, cây bằng 4, cây bằng 8, cây bằng 9 gì đấy. Được chưa? Thì là chỉ so sánh cái giá trị nằm ở trong cặp dấu ngoặc của cái switch này. Có thể là một biến, có thể là một hàng hay là bất kỳ cái gì. Nếu mà nó bằng một trong những cái giá trị của chúng ta ở dưới này thì cái tổ hợp lệnh nằm dưới cái cây sẽ được chạy, sau đó nó sẽ break ra ngoài. Được chưa? Còn nếu mà tất cả những thằng này nó đều không thỏa mãn, nếu tất cả cái mớ này nó không thỏa mãn thì chúng ta hoàn toàn thể viết các cái tổ hợp lệnh xử lý ở dưới cái default. Được chưa? Nếu toàn bộ mớ trên này không thỏa mãn thì cặp lệnh cái tổ hợp lệnh nằm dưới cái default này sẽ được chạy. Hoặc chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua default nếu không muốn chạy gì cả. Được chưa? Không nhá, đấy là switch case. Tiếp theo chúng ta học đến cái khái niệm về vòng lặp. Vòng lặp hay còn gọi là looping, loop, vòng. Ngày xưa tiếng Việt của chúng ta gọi cái loop ấy là từ đây mà ra này. Cái lốp ở từ đây nó ra này. Cái lốp xe à? Thiếu gì? Không. Có này cần ra đâu? Không. Người Việt, bởi vì tiếng Pháp nó có thêm dấu sắc. Đấy. Cái lốp xe là từ đây mà ra. Cái vòng lặp, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Được chưa? Được tiếng Anh. Được chưa? Thì nó là một cái vòng lặp mà lặp đi lặp lại trong cái việc lập trình của chúng cô, mình vẽ tròn nhỉ, ảo à? Thì trong cái việc lập trình ấy thì nhiều khi chúng ta phải lặp đi lặp lại một công việc nào đấy n lần, n lần để chúng ta tìm được một cái kết quả nào đấy như chúng ta mong muốn, là chúng ta thoát vòng lặp ra ngoài. Được chưa? Có rất là nhiều trường hợp, ví dụ chúng ta có thể là cho định nghĩa ra một cái mảng, sau đó là tìm cái số lớn nhất trong cái mảng đấy chẳng hạn. Đúng không? Rồi gì nữa? Chúng ta cứ bắt người ta nhập vào một con số cho đến bao giờ thỏa mãn kết quả của chúng ta thì thôi. Đúng không? Thì ở đây, chúng ta khi mà nói chuyện đến vòng lặp thì chúng ta có hai loại vòng lặp chính. Một loại vòng lặp đầu tiên, loại thứ nhất, đó là vòng lặp không biết trước số lượng lặp. Vòng lặp không biết trước số lần lặp. Cái này chắc chắn là các bạn đã học rồi. Thì chúng ta có loại vòng lặp là while. Điều kiện. Nếu cái điều kiện nằm sau while này được thỏa mãn, tức là trả giá chung, thì cái mớ code nằm ở trong này sẽ được chạy. Sau đó nó sẽ lại vòng ngược lại, kiểm tra tiếp cái điều kiện. Nếu thỏa mãn lại chạy tiếp, rồi lại vòng ngược lại. Được chưa? Còn nếu sau khi chạy xong hoặc cái điều kiện này không được thỏa mãn thì nó sẽ bỏ qua cái câu lệnh nằm trong vòng while này và chạy xuống dưới. Được chưa? Và vòng while này rất dễ sinh ra cái trò đó là vòng lặp vô hạn, chạy đến một treo máy thôi. Được chưa? Thì chúng ta có câu lệnh như sau. Ví dụ chúng ta có một, để tự tạo ra một cái file mới tên là loop đi.
rồi nhá. Ví dụ tôi sẽ có cái như sau, cái đoạn cái yêu cầu bài toán như sau. À, tìm trong, ví dụ tìm trong, ủa, tìm trong khoảng, xong ra nhỉ, tìm trong khoảng x và y xem có bao nhiêu số là số chẵn. Và x và y tất nhiên là chúng ta sẽ nhập bằng từ from, được chưa? Thì chúng ta sẽ có var x bằng number của cái from nhập số x. Nhập số x và đây là nhập số y. Đúng không? Được chưa? Thì bây giờ chúng ta làm nào? Tất nhiên là với điều kiện là x phải nhỏ hơn y rồi. Không ai làm cái trò ngược lại cả. Đây là một bài toán rất là thực tế. Ít gì? Ít xem là còn đang trong khoảng này không? Cứ cho mặc định là người ta bắt buộc phải nhập cho mình những cái số là nó phải thỏa mãn cái điều kiện đi đi. Rồi giờ sao? Why? Why? Tìm trong khoảng x và y. Ờ, xem không? Nhập rồi. Nhập rồi, nhập trên này. Why? Xem điều kiện nó có là số chẵn. Ờ, giờ sao? Nào, ví dụ bây giờ chúng ta nhập từ số 1 x bằng 1, y bằng 20, đúng không? Thì chúng ta sẽ kiểm tra trong khoảng từ 1 cho đến 20 có bao nhiêu là số chẵn, bao nhiêu số chẵn vứt ra ngoài. Được chưa? Nhưng mà nếu mà người ta nhập là số 8, số này là số 9 thì cũng phải kiểm tra. Đúng không? Nhưng mà số này là số 2, 25 thì cũng phải kiểm tra. Tôi nên biết là ở trong này nó có bao nhiêu số. Rồi làm nào. Chính xác. Bây giờ làm này. Y x nhỏ hơn bằng đi y thì chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh mớ lệnh trong này, đúng không? Rồi bây giờ có như nào nữa? If chả phải if, có phải if không? X chia lấy dư cho 2 bằng 0 thì console.log ra đây là, thôi thì hiển thị mỗi cái giá trị nó ra thôi, x. Rồi sao nữa? Thế thì cô chết, cô chạy mãn kiếp không xong luôn. Có thỏa mãn hay không thì x vẫn phải cộng thêm 1, đúng không? Còn nếu mà trong trường hợp mà x mà nó là số chẵn rồi, nó cứ dừng lại đấy, nó cứ quay mãi mãi dừng ở con số đấy, cô định chôn tôi đúng không? Hả? Thì thỏa mãn hay không chúng ta đều phải x cộng cộng. Chính sao? Được chưa? Thanh niên phê cần. Nhầm. Rồi, ở đây là cái loop đúng không? X là 4, y là 10. Đúng chưa? Tiếp tục x bằng 1, y bằng 1. 1.000, 1 triệu, 1 tỷ. Vẫn đang quay kìa, nhìn thấy không? Xem 1 tỷ nó xử lý trong bao lâu. Đây là máy tôi là RAM là 16GB. Vẫn chưa xong. Vớ vẩn là còn treo cơ. Đừng dại, đừng nghịch dại. Hãy bình tĩnh, đừng nghịch dại. Đây là tôi tự tin máy tôi nó khỏe, tôi mới dám làm như thế này. Sao quay lâu nhỉ? Nãy giờ phải đến 10 giây rồi đấy. Bây giờ mới chạy đến cái số là 80.000.
1 tỷ cơ mà, 1 tỷ cơ mà, nó chạy thêm rồi, đúng rồi, 1 tỷ cơ mà. Đấy, các bạn thấy này, cái này nó sẽ lại liên quan đến một thứ người ta gọi là performance của hệ thống. Nếu mà sau này chúng ta mà cốt nghịch kiểu dạng ngu si như thế này, query cái gì ấy ra 1 tỷ bản ghi, vứt ra ngoài bản ghi, chắc tới đến sáng mai. Đúng chưa? Đây tôi đưa vào những cái kinh nghiệm rất là thực tế cho các bạn luôn đấy. Treo luôn máy không? Máy quạt kêu như con bò. Thật, ra đây mà nghe này. Kêu như con bò luôn. Cắm điện. Một phần cũng do máy chuẩn bị thi. Không, cổng này cổng khác, cổng mắc xếp khác. Không biết quay bao giờ. Hôm nào bà nào gọi cho mình bây giờ làm chạy. Để có số mấy bà này. Chạy. Cô mớm pin màu khác. Chạy lên được tí. Chờ nhá. Alo ai ạ? Alo. Anh vừa gọi nhỡ cho em thì vậy. Nó cần này. Gọi nhỡ cho mình thôi, nó lại còn. Đó. Vẫn chưa xong. Bây giờ thì mới đến 80.000 thôi. Không chờ cho bao giờ xong. Môn gì? Lớp 1. Khó nhỉ? Đấy là một loại câu lệnh của chúng ta. Ui rồi, vẫn treo. Tôi tắt bố đi nhá. Không bị ngu quá. Không tắt được nữa không? Chẳng bao giờ chết được luôn. Không tắt được thật này. Gì mà phải trả ơn. 1 2 à, thấy chưa? Thì loại thứ nhất là loại như thế này. Why điều kiện. Tất nhiên chúng ta có thể lồng nhiều điều kiện vào đây được, giống như bình thường. Thấy chưa? Rồi loại thứ hai vẫn là thuộc loại bằng là không biết trước số lần lặp. Thì loại thứ hai cú pháp sẽ như sau. Do đóng mở ngoặc. Và ở dưới này chúng ta mới có why điều kiện. Thế này. Thì ở cái này ý nghĩa hai cái khác nhau rồi đó. Luôn chạy một lần. Đúng rồi. Cái dưới này luôn luôn là chạy một lần sau một cái kiểm tra điều kiện. Còn thằng này là kiểm tra điều kiện đã rồi mới chạy. Tức là có khả năng là không chạy được lần nào. Đã xong rồi. Được chưa? Đấy là hai loại là vòng lặp của chúng ta. Tiếp theo đến loại vòng lặp à đây rồi, đây rồi. Như vậy tiếp tục như này đi. Ví dụ chúng ta có cái biến x. Chúng ta có cái biến x là bằng một cái mảng. Là bằng một cái mảng. À, tôi không biết là số tôi nhập bừa nhé. Số tôi nhập bừa vào đây đấy. Rồi, số tôi nhập bừa. Tôi sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thông số như sau. Cung cấp các bạn thông số như sau. Thứ nhất, chúng ta có thể đếm được số phần tử có trong cái mảng này bằng câu lệnh console.log ra là bằng x.len. Được chưa? Len là độ dài 14. Đếm cho có đủ 14 nhá. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đúng 14 rồi đúng không? Tôi muốn lấy ra phần tử ở vị trí số cái số 34 này thì tôi lấy ra bằng bao nhiêu? Cái 34 đằng trước. Bảy đúng không? Là con số log x. Bảy đúng không? Đúng chưa? Đây là số 34. Được chưa? Bây giờ tôi mong muốn tìm số lớn nhất ở trong cái mảng này. Sử dụng vòng lặp. Nghĩ đi. Nhớ, ở đây nhớ cho tôi một điều. Đó là cái mảng của chúng ta. Chúng ta mỗi người một cái mảng khác nhau. Số phần tử nó không giống nhau và các giá trị của các phần tử cũng không giống nhau. Bởi vì cái giá trị của cái mạng chúng ta biến thiên như thế. Cho nên là mới cần phải yêu cầu có một thuật toán tìm một cái số lớn nhất trong mạng. Áp dụng cho bất kỳ loại mạng nào chứa số. Tự nghĩ là chúng ta có vòng lặp rồi, chúng ta có thể lấy được độ dài của mảng rồi, biết cách lấy từng phần tử trong mảng rồi, có cái bài toán tìm được ra max min rồi, số lớn nhất rồi. Bây giờ làm thế nào? Áp dụng những thứ như vậy để ra một thuật toán luôn luôn chỉ cần nhập cái mảng nào là chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định ra được cái giá trị của cái số lớn nhất trong mảng. Alo. Ừ. Hả? Bài đã cứ làm vòng nào vòng. Rồi đi chơi rồi. Chẳng biết cứ bảo cứ hãy để tao xem nghe lời với bà cô mà. Ok bài để bài lấy xem khi nào có gì nó sau thì bây giờ phút đường bài đăng. Rồi nhá. Tôi cảm ơn bạn. Bán được gì? Sao bán được đạt? Không bán được đạt. Đâu phải nhân năm muốn mua mấy khác mà. Bỏ nói. Nhưng mà không bán cho họ đi bảo ta để nó đi hỏi đâu. Giá bao nhiêu? Tao biết nó ra được. Tao cũng không mua bán cái mấy cái đồ đấy bao giờ đâu. Giờ cũng đẩy ra cho mấy thằng sinh viên trước bán rồi đi mọi. Nhưng mà kiểu là hoàng ấy nó ngại nó mất tiếng, mệt lắm. Ừ. Mày phải biết giá, mày phải ra giá là bao nhiêu. 5 triệu thì bán mẹ cho ông Đạt đi cho nhẹ. Thôi thì mày cứ bảo thẳng với nó là tình trạng máy như thế để nó mua thôi nhưng mà cũng khác. Để tao hỏi xem. Chấm.
nhập vào. Một vòng lặp và xử lý nó với bất kể là vòng lặp nào.
lần nhỉ? Không nhớ xong hết chưa? Thôi làm đi, đừng đi tham khảo nó. Đi vệ sinh. Ở đi đi đi. Ra chưa? Quang ra chưa? Không bằng cái trạng. Nhục. Logic mà thua con gái. Quá nhục. Đứt xong nhờ? Không làm cho kho, bỏ cái kho đi, làm cái kiểu kia. Sao? Lâu thế. Để tôi giải cho. Quá lâu. Đấy nha, chúng ta có cái mảng này. Chúng ta tiến hành viết vòng lặp for. Chúng ta có một cái biến va max bằng x. X ở vị trí index số 0 đúng không? Cái cho thằng này thằng to nhất đi. Đúng nhá. Chúng ta có y. Y. Chúng ta có thêm va index bằng 0 nữa. Đúng nhá. If y nếu điều kiện index nhỏ hơn x.len. Đúng không? Nếu mà x index còn nhỏ hơn cái độ dài của cái mảng ấy, nó sẽ tối maximum bằng 13 thôi đúng không? Nó không thể lên 14 được. Đúng nhá? Thì chạy lệnh trong này if gì? X ở vị trí index mà lớn hơn hoặc bằng max. Đúng không? Tôi viết lại cái này đi. Max sẽ bằng nếu index lớn hơn hoặc bằng max thì max sẽ bằng x
phân tử index. Còn nếu không thì max vẫn bằng max. Đúng chưa? Và index cộng cộng. Cuối cùng là console.log ra cái max. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chạy thôi. Không chạy ta. 54 bố luôn. Đấy, bằng 54 luôn này. 2. Đây là bằng 34 đúng không? Tôi để là 100, 200. Bằng 200 luôn. Được chưa? Đấy, ứng dụng của vòng lặp đây. Gì nữa? Ngoài ra, với vòng lặp này chúng ta hoàn toàn có thể phân biệt được cái bài tập sẽ tới như sau. Tự nhiên nghĩ ra bài tập. À, cho một chuỗi bất kỳ nhập từ prompt. Được chưa? Tính số lượng ký tự nguyên âm trong chuỗi. Đây là bài tập về nhạc. Chấm lẽ. Ừ. Lấy các phần tử trong chuỗi cũng giống như trong mảng. Chấm lẽ nó tính số chữ cái. Nó tính từ 1. Cứ một ký tự ở trong chuỗi là tính là thêm một đơn vị nữa. Thấy chưa? Ví dụ đây này. Và y y bằng thiện th t3h chẳng hạn, đúng không? Bây giờ y chấm len 11 đúng không? 11 ký tự đúng không? Bây giờ y ở lấy ra phần tử thứ 0. Có phải chữ t không? Y ở phần tử số 10. Có phải chữ h không? Nhá, bây giờ tìm cho tôi tất cả các số nguyên âm. Đếm đếm số phần tử nguyên âm. Về nhà làm. Bài sau không xong thu tiền. Không biết. Làm nào làm tìm tính cho tôi, miễn là sao lấy được cho tôi tổng số nguyên âm ở trong cái chuỗi đấy là được. Có cần phải đi nguyên âm không? Không cần.